Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản, chuyên gia đất nền tại thị trường Cam Lâm, Khánh Hòa. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ, phân tích cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường Cam Lâm ở trong giai đoạn cuối năm 2021. Và đặc biệt tôi sẽ chia sẻ và phân tích với anh chị về một khu đất, về một vị trí mà cá nhân tôi cho thấy rằng là nó rất là tiềm năng và rất là đáng để anh chị đầu tư ở trong cái thời điểm cuối năm 2021 này. Đó. Thì đầu tiên là tôi muốn chia sẻ về những cái thông tin. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản, chuyên gia đất nền tại thị trường Cam Lâm, Khánh Hòa. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản, chuyên gia đất nền tại thị trường Cam Lâm, Khánh Hòa. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ, phân tích cũng như là cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Cam Lâm giai đoạn cuối năm 2021, cũng như là chia sẻ và phân tích với anh chị về một khu đất mà vô cùng tiềm năng và đáng để xuống tiền đầu tư ở trong cái thời điểm cuối năm 2021 này. Và nếu như anh chị đang quan tâm tìm hiểu và mong muốn tìm những cái vị trí đắc địa nhất ở Cam Lâm để đầu tư thì tôi tin chắc chắn rằng đây là video dành cho anh chị. Ok, và đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị về những cái thông tin chung, cập nhật những cái thông tin mới nhất ở thị trường Cam Lâm giai đoạn cuối năm nay. Thì ở cuối năm 2021 thì về nguồn cung sản phẩm ở thị trường ấy thì nó vô cùng là khan hiếm, cực kỳ là khan hiếm. Cái lý do tại vì sao thì thứ nhất là 2 tháng dịch vừa rồi, chỉ thị 16 là chúng ta ở trong nhà, đúng không? Chúng ta không thể nào mà phân lô bán nền được, chúng ta không thể nào mà phân lô tách nền được. Đấy, những cái chủ đầu tư ấy, tôi đang nói về những chủ đầu tư ấy, không thể là phân lô tách nền được. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là thực ra là bản chất về chính quyền ở tại Cam Lâm, tại Khánh Hòa, họ cũng không muốn cái tình trạng là phân lô bán nền tràn lan. Chính vì vậy là những cái quỹ đất phân lô bán nền được như thế này ấy, nó cũng vô cùng là hữu hạn. Đấy, họ không muốn cái tình trạng là sốt đất ảo xảy ra mà, cho nên là họ hạn chế cái việc là phân lô bán nền. Và chúng tôi là những nhà đầu tư cũng như là những cái nhà phát triển những cái khu đất nền phân lô như vậy thì chúng tôi cũng phải làm theo đúng luật của nhà nước thôi, chúng tôi không thể làm sai được, cho nên là cũng rất là khó khăn trong cái việc là phân lô tách thửa ở Cam Lâm cái thời điểm hiện tại. Đó chính là yếu tố tác động đến nguồn cung khan hiếm của Cam Lâm cái thời điểm cuối năm. Và cái yếu tố tiếp theo về thị trường Cam Lâm đó chính là về nhu cầu của những nhà đầu tư tại thị trường thì như thế nào. Trái ngược với nguồn cung thì nhu cầu tại thị trường Cam Lâm nó lại tăng mạnh ở trong những tháng cuối năm nay. Cái lý do vì sao? Cái lý do thứ nhất đó là về truyền thông. Với dự án gì cao tốc Bắc Nam đoạn là Nha Trang Cam Lâm cũng như là Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ bắt đầu triển khai ở cái giai đoạn cuối năm 2021 này, và có rất là nhiều nhà đầu tư họ cập nhật được cái thông tin đó và họ muốn đón sóng cao tốc, cho nên là họ vẫn mong muốn là có thể đầu tư ở Cam Lâm cái thời điểm hiện tại để gọi là đón sóng cao tốc, cũng như là nắm bắt được những cái gọi là thời điểm mà thị trường ảnh hưởng bởi dịch họ đi xuống và có được những chính sách tốt nhất. Đó. Và cái điều thứ hai nữa đó là những người khổng lồ ở bờ biển bãi dài Cam Lâm mà tôi muốn nhắc tới ở đây, đó chính là cái dự án KN Paradise với tổng quy mô lên tới là 800 hecta. Với 800 hecta, và dự án này thì có lẽ là phải bán túc tắc trong vòng khoảng độ 3 năm nữa thì mới hết hàng chị, 3 năm nữa. Và cách đây khoảng độ hơn 1 tháng thì KN Paradise với chủ đầu tư là công ty cổ phần Golden Thành của bác Lê Văn Kiểm đấy ạ, thì mới vừa ra một phân khu gọi là KN Parason với quy mô là khoảng gần 1.000 lô, biệt thự liền kề, với tổng giá trị rơi khoảng từ 4 cho đến 10 tỷ một lô đất, và cái giá trên mét vuông ấy là rơi vào khoảng 50 triệu. Thì cái vị trí đó là gần ngay sân bay quốc tế Cam Ranh của chúng ta. Và tôi thì không muốn chia sẻ quá nhiều về dự án này, bởi tôi chỉ muốn nhắc đến cái dự án này nó mang đến rất là nhiều cái sóng cho thị trường, bởi vì có rất là nhiều nhà đầu tư họ quan tâm đến cái dự án vô cùng lớn như này, và bản thân chủ đầu tư họ cũng đổ tiền và họ truyền thông rất là nhiều về Cam Lâm. Chính vì vậy cái thời điểm vừa rồi mặc dù dịch bệnh nhưng mà tôi đi đến đâu tôi cũng nghe thấy người ta nói về Cam Lâm, tôi đi đến đâu tôi cũng nghe thấy người ta bàn luận về Cam Lâm, về bãi dài, về KN Paradise, về cái sân bay quốc tế Cam Ranh, về cao tốc, đúng không ạ? Tôi nghe rất là nhiều người họ bàn luận, và thậm chí họ có xem kênh YouTube của tôi và họ gọi hỏi tôi rất là nhiều về thị trường Cam Lâm. Thì tôi thấy một điều rằng là cái nhu cầu nó lại đang tăng rất là mạnh. Thì đấy là cái lý do vì sao mà tôi chia sẻ với anh chị, và tôi có một lời khuyên là anh chị nên xuống tiền đầu tư ở Cam Lâm trong cái thời điểm 2021 này. Bởi vì thậm chí là cuối năm nay hay là hoặc sang đầu năm 2022, tôi nghĩ rằng là nó sẽ không còn cái giá như thời điểm hiện tại. Với những cái vị trí nó chỉ có khoảng độ dưới 10 triệu, thậm chí là hơn 10 triệu một chút. Đấy, không bao giờ còn những cái vị trí giá tốt như vậy ở Cam Lâm cái thời điểm sang năm nữa. Đấy. Đó là những thông tin chung về thị trường. Và ngay sau đây tôi chia sẻ với anh chị về một trong những khu đất mà tôi thấy là hiện tại cái giá nó đang còn rất là tốt, nó vẫn chưa bị lên, nó vẫn còn chưa bị lên so với các khu khác. Đấy, và cái vị trí thì vô cùng là thuận lợi. Đó là một cái khu đất với tổng quy mô là 33 lô nằm ngay sát cái trục đường chính là trục đường Đinh Tiên Hoàng. Đây tôi sẽ chia sẻ với anh chị về cái Google Maps để anh chị dễ hình dung về cái đường Đinh Tiên Hoàng thì nó là như thế nào. Đây, map này của chúng ta đây, đây Đinh Tiên Hoàng. Đây là bờ biển Bãi Dài của chúng ta này, với 45 resort 5 sao. Nếu anh chị nào chưa biết về nhiều về Cam Lâm cũng như biển Bãi Dài, tôi chia sẻ lại với chị một chút. Đó là cái bờ biển Bãi Dài này có 45 resort 5 sao và đã có 12 cái đi vào hoạt động rồi. Đã có 12 cái đi vào hoạt động rồi anh chị ạ. Đó. Và dưới đây là sân bay quốc tế Cam Ranh. Từ sân bay quốc tế Cam Ranh mà đi đến cái trung tâm của Cam Lâm ở đây thì chỉ rơi vào khoảng 15 phút mà thôi. 15 phút di chuyển với 15 cây số. Đó. Ở giữa là đầm thủy triều với rất là nhiều dự án như là sân golf, bến du thuyền, đảo nhân tạo, casino. Đấy, tôi chia sẻ qua một số thông tin giúp cho anh chị. Còn ở phía rìa này, đó là cái dự án cao tốc Bắc Nam. Cao tốc Bắc Nam ở đây. Thì cái Đinh Tiên Hoàng của chúng ta là cái con đường duy nhất hiện tại nối từ bờ biển Bãi Dài vào trong trung tâm của Cam Lâm, cắt qua quốc lộ 1, xong tiếp tục là nối đến cái đường cao tốc Bắc Nam của chúng ta ở đây. Đấy, đây hiện tại là một trong những con đường duy nhất và huyết mạch nhất của Cam Lâm thời điểm hiện tại. Cho nên là chúng tôi cũng đang khai thác tập trung ở những cái vị trí mà bám sát cái con đường Đinh Tiên Hoàng này. Đấy, với khu đất mà tôi chuẩn bị chia sẻ với anh chị nó cũng nằm ven cái trục đường Đinh Tiên Hoàng này thôi anh chị ạ. Đấy. Đây, chúng ta quay lại với cái slide. Quay lại với slide về khu đất. Đây, khu đất của chúng ta ở đây. Đây là đường Đinh Tiên Hoàng của chúng ta. Từ cái Đinh Tiên Hoàng đi vào khu đất của chúng ta là mất khoảng gần 200 m. Tôi đo là rơi vào khoảng 170 m. Đấy, với 33 lô ở đây. Này, cái vị trí của chúng ta thì zoom ở đây. Đấy. Đi đến cái bản đồ này thì sao? Đấy, như tôi đã phân tích chia sẻ với anh chị rồi. Cái con đường này là con đường nối giữa bờ biển Bãi Dài đến cắt vào trong trung tâm Cam Lâm rồi nối ra cao tốc Bắc Nam. Đấy, khi mà cái cao tốc Bắc Nam này nó thông xe thì không biết là điều gì sẽ diễn ra anh chị. Cao tốc Bắc Nam 2 năm nữa là nó thông xe, nó sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển từ Sài Gòn đến với Cam Lâm nó chỉ còn có hơn 3 tiếng thôi. Thì lúc đấy khách du lịch di chuyển bằng ô tô từ Sài Gòn và các tỉnh ở miền Nam di chuyển đến Cam Lâm, đến Nha Trang du lịch rất là nhiều, và chắc chắn họ sẽ đi qua con đường Đinh Tiên Hoàng của chúng ta. Và hiện tại Đinh Tiên Hoàng là họ đã mở thành, nó có hai giai đoạn này chị ạ, có hai giai đoạn và họ đã mở đường giai đoạn 1 này rồi. Giai đoạn 1 họ đã mở đường rộng 40 m rồi, và giai đoạn 2 nó sẽ tiếp tục. Khi mà cao tốc thông xe, tôi tin chắc chắn rằng con đường này nó sẽ mở rộng tiếp tục từ 10 m, nó sẽ mở rộng tiếp tục thành 40 m theo đúng quy hoạch của nó diễn ra. Đó, đó là cái tiến độ quy hoạch ở tại con đường này rồi. Và tiếp theo đấy, cái liên kết vùng những cái vị trí xung quanh của khu đất này thì sao? Đấy, nó gần những cái tiện ích nào? Đấy, đó là những yếu tố mà cực kỳ là quan trọng. Thì cái khu đất này là một cái yếu tố cực kỳ mà quan trọng mà tôi chia sẻ với anh chị, là một yếu tố quan trọng nhất nó tác động đến tăng giá của khu đất này. Đó là nó ngay đối diện bến xe Cam Lâm anh chị. Nó ngay đối diện bến xe. Để tôi mở cái bản đồ quy hoạch cho anh chị dễ nhìn. Đây, bản đồ quy hoạch Cam Lâm này. Bản đồ quy hoạch Cam Lâm này. Đây, anh chị thấy rõ chưa? Đây, bến xe Cam Lâm của chúng ta ở đây. Đấy, anh chị hình dung là rõ ràng là cái tuyến đường này nó phải là tuyến đường huyết mạch, tuyến đường chính. Thì họ mới quy hoạch làm cái bến xe ở cái tuyến đường chính này đúng không anh chị? Để thuận tiện di chuyển nhất. Thì cái khu đất của chúng ta ở đây, đây cái vị trí con chuột tôi đang xoay ở đây. Đây, một số con đường ở đây. Thì từ cái vị trí của chúng ta đi ra đến cái bến xe nó mất có khoảng độ 3 đến 400 m mà thôi anh chị ạ. Khoảng 400 m mà thôi. Thì anh chị hình dung là tại sao những vị trí ở quanh bến xe nó lại phát triển? Anh chị cứ nhìn xem xung quanh bến xe Mỹ Đình của chúng ta thì nó có gì ạ? Nhà nghỉ này, khách sạn, dịch vụ ăn uống, rồi là những cái nơi để cho thuê, những cái đơn vị vận tải họ cho thuê, họ làm cơ sở là văn phòng, Đấy. Có rất là nhiều những cái dịch vụ kinh doanh ở tại xung quanh bến xe. Tại vì sao? Bởi vì bến xe luôn luôn là cái nơi tập trung đông người. Và trong bất động sản, cái nơi nào đông người thì nơi đó giá bất động sản sẽ cao. Bởi vì đông người thì sẽ có nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người. Đấy. Thì cái điều giá bất động sản nó tăng là cái việc quá là bình thường. Đấy, đấy là cái việc là gần bến xe. Rồi từ cái khu đất này của chúng ta mà đi ra cái ngã tư giao với cả của đường quốc lộ 1A với chợ Cam Lâm cũng như là trường trung học phổ thông ở đây thì nó cũng mất khoảng độ 1 km rồi anh chị, khoảng 1 cây số thôi. Đấy. Và nếu như mà từ khu đất này ra đến biển thì mất đâu đó khoảng độ 4 cây, thì chúng ta di chuyển thì tôi tính đâu đó chưa hết 10 phút anh chị. Chưa đến 10 phút là ra đến biển, ra đến cái vị trí cầu mới này của chúng ta rồi. Đấy là cái vị trí của khu đất. À, tôi muốn nhấn mạnh với anh chị đó là ngay đối diện bến xe Cam Lâm và nằm trên trục đường chính Đinh Tiên Hoàng. Cái khu đất này thì tôi vẫn phân tích với anh chị nhà đầu tư đó là chỉ khoảng 2 năm nữa thôi là cái việc tăng giá x2 cái việc bình thường, bởi vì hiện tại cái giá của nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó xấp xỉ 10 triệu 1 mét, và với một lô khoảng 100 mét thì nó rơi vào xấp xỉ là trên dưới 1 tỷ một lô mà thôi. Cái việc là 2 năm nữa khi cao tốc thông xe thì mọi câu chuyện nó hoàn toàn khác, bởi vì cũng là 2 năm nữa dịch bệnh chúng ta đi vào ổn định, khách du lịch đổ về rất là nhiều. Cũng là 2 năm nữa khi bờ biển Bãi Dài của chúng ta 45 resort bây giờ 12 cái hoạt động rồi, thì tôi tin chắc chắn rằng 2 năm nữa thì sẽ có khoảng độ 50% những cái resort đây họ đi vào hoạt động, họ truyền thông rất là mạnh về bờ biển Bãi Dài, thì lúc đó câu chuyện nó tăng lên x2 đến 20 triệu 1 mét là cái việc quá là bình thường. Đấy, bởi vì tôi nhìn lại cái bản thân ví dụ như là so sánh thì không đi đâu xa cả, ví dụ ở quê tôi ở Hải Dương chẳng hạn, thì là nó cũng không có cái khu du lịch nào cả, không có bãi biển đẹp nhất hành tinh nào cả, không có cái cao tốc nào cả, không có sân bay nào cả. Đấy, nó chỉ là khu dân sinh bình thường thôi, và bây giờ giá cũng đang là 17 18 triệu mét rồi, với cái mặt đường cũng là đường bê tông bình thường thôi. Ở quê tôi, ở làng tôi đấy. Đấy, chia sẻ thật với anh chị là như vậy. Và một cái địa điểm mà đẹp như ở Cam Lâm với nhiều cái dự án quy hoạch chắc chắn xảy ra như vậy mà giá nó chỉ có khoảng 10 triệu 1 mét thì tôi nghĩ rằng là nó không có cái lý do nào để chúng ta không xuống tiền đầu tư cả. Đấy. Thì cũng chia sẻ với anh chị về cái giá ở cái khu này, đó là cái giá tốt nhất. Tại sao tôi nói là giá tốt nhất so với thị trường lãi ngay khi mua? Bởi vì anh chị thấy được một cái điều rằng ấy, là với cái sóng mà tôi đã chia sẻ với anh chị ở đầu video thì thời điểm vừa rồi rất là nhiều khu đất ở Cam Lâm nó tăng đến gấp từ 30 đến 50% anh chị ạ. Ví dụ ở vị trí ven đầm thủy triều này chẳng hạn. Cái thời điểm trước là chúng tôi vẫn phân phối ở cái vị trí này là giá cao thì cũng rơi vào khoảng độ 15 đến 20 triệu mà thôi. Nhưng mà hiện tại đang có một vài khu đất ở cái ven đầm thủy triều này do những đơn vị rất là uy tín ở Hà Nội chúng ta phân phối, đó chính là Senland, một khu đất rất là đẹp của Senland ở mặt điện đầm thủy triều này, thì nó là rơi đến giá là từ 23 cho đến 28 triệu anh chị ạ. 23 đến 28 triệu, nó tăng đến 50%. Đến 50%, hoặc là ở những cái vị trí khu bên trong này cũng thế, nó tăng khoảng từ 20-30% rồi. Chỉ riêng cái khu đất mà tôi đang chia sẻ với anh chị là nó vẫn đang giữ ở cái mức giá nó tăng nhẹ nhẹ thôi. Nó mới từ khoảng độ, nếu mà khoảng độ tháng 4 đây tôi sẽ chia sẻ với anh chị một khu đất này, so sánh luôn cho anh chị. Một khu đất mà tháng 4 vừa rồi ở ngay bên cạnh đây, khu này mà tôi ghim đây này, mặt Đinh Tiên Hoàng này, giá từ 11 đến 13 triệu 1 mét tháng 4 2021. Đấy. Nhìn cái khu này thì của chúng ta là rơi vào giá từ 9 cho đến 15 triệu, phân phối vào tháng 9 năm 2021. Đấy, thì chênh nhau khoảng độ 5 tháng thôi. Nhưng mà khu này thì nó tăng lên không đáng kể anh chị ạ. Thì tôi thấy rằng là đó chính là cái lý do vì sao mà tôi chia sẻ với anh chị về khu này. Cái giá đang còn rất là tốt so với thị trường, gần như anh chị mua thời điểm này. Kể cả nếu anh chị thực sự có muốn lướt sóng thì tôi không khuyên anh chị lướt sóng. Nhưng mà anh chị muốn lướt sóng rồi cuối năm nay hoặc sang đầu năm sau cũng hoàn toàn được bình thường, 30-50%. Đó là chia sẻ thật của tôi. Còn nếu mà anh chị muốn thực sự khai thác hết cái tiềm năng Cam Lâm thì chúng ta nên để lại ít nhất là 2 năm nữa, khi mà cao tốc thông xe, cái cơ sở hạ tầng nó phát triển, hoặc là để 5 năm 7 năm nữa khi mà Cam Lâm nó phát triển, nó tương tự như Nha Trang, Đà Nẵng rồi thì chúng ta thanh khoản cái việc tăng gấp 7 gấp 10 lần là nó hoàn toàn bình thường, như câu chuyện nó đã xảy ra ở tại Đà Nẵng, Phú Quốc ở những cái năm vừa rồi. Đó. Tiếp theo là tôi muốn phân tích thêm về khu đất này. Khu này thì được có 33 lô. Đấy, được phân lô thành là các cái mặt đường. Ở đây thì cái dãy bên trên là có 2 mặt tiền. Đấy, cái đường bên trên là đường bê tông 3 m, đường bên dưới là đường rải nhựa 7 m. Cái đường đi vào này của chúng ta là 5 m hiện trạng. Đấy, đây là hình ảnh thực tế này. Hình ảnh thực tế của khu đất. Đó, đây là một số hình ảnh thực tế này. Đây, tôi sẽ chia sẻ thêm với anh chị một vài hình ảnh thực tế ở trong máy đây. Đây chính là cái video này, đi từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đất. Đấy, Đinh Tiên Hoàng của chúng ta đây. Đấy, đâm thẳng đây là ra Bãi Dài này, đi vào khu đất này 170 m, hết cái dãy nhà rất là đông dân cư này. Đấy, nhà thì sẽ là vào khu đất của mình. Đây, đất thổ cư 100%, đất thổ cư phân lô tách nền 100% thổ cư. Đó, đây thêm một cái video thực tế nữa. Đây, anh chị thấy ở đây là đường 7 m và ô tô tránh nhau thoải mái. Đấy, có vỉa hè tương đối mét rất là rộng, cộng với cả hệ thống đèn đường cũng như là cây xanh. Đấy, đã làm đầy đủ hết rồi, không thiếu cái gì cả. Đó. Ok, ở đây tôi có một cái đây có một cái hình ảnh quay flycam. Đây là bờ biển Bãi Dài của chúng ta này. Anh chị có thể nhiều khi chúng ta xem này, chúng ta cũng chả cần phải vào xem thực tế thì cũng rất là rõ rồi. Đây, bờ biển Bãi Dài của chúng ta đây. Đây, đằng này là bờ biển Bãi Dài. Đây là cái vùng binh giao giữa đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Tất Thành. Đấy, bên trên này là sân bay quốc tế Cam Ranh, di chuyển ra đây. Đấy, mất khoảng độ chục cây, chúng ta sẽ di chuyển tiếp tục vào Cam Lâm. Chúng ta hãy đi vào cái khu hành chính Cam Lâm chẳng hạn. Đây, khu trung tâm y tế, khu hành chính. Đấy, đây khu hành chính của chúng ta. Đây, đây ra khu hành chính đi. Đây, khu đất nền 3 lô của chúng ta ở đây, dọc đường Đinh Tiên Hoàng. Rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, đấy khu đất chúng ta đây, chị hình dung rõ chưa? Đó, đấy là những hình ảnh thực tế của chúng ta. À. Rồi, đây là những cái quy hoạch. Đây quy hoạch thì tôi mở cái bản đồ này, quy hoạch cho anh chị dễ hình dung. Rồi. Đấy, quy hoạch chúng ta đây, đất ở nông thôn hoàn toàn này nha anh chị nhé, đất ở nông thôn hoàn toàn. Rồi tiếp theo là về phần pháp lý khu này thì sao? Pháp lý vẫn luôn là một cái yếu tố mà rất là nhiều anh chị quan tâm. Thì pháp lý khu này là đã có sổ đỏ từng lô rồi. Đất thì là đất sử dụng riêng ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài. Đây, vị khu này là mặt đường rộng 7 m này, đường bên trên là 3 m. Đó, đây khu đất. Ok, tôi tổng hợp lại 7 về cái lý do tại sao chúng ta nên đầu tư tại khu đất 33 lô này. Đầu tiên đây là cái hàng hiếm tại thị trường, bởi vì nguồn cung hiện tại nó vô cùng là khan hiếm rồi anh chị ạ. Đấy, nó không còn một khu nào mà ở sát mặt đường Đinh Tiên Hoàng với cái giá mà nó chỉ có từ 9 đến 10 triệu như vậy đâu anh chị ạ, ở thời điểm hiện tại. Đấy, và tiếp theo đó cái hạ tầng liên kết vùng xung quanh nó vô cùng là thuận tiện, đi ra biển nó có khoảng độ chưa đến 10 phút. Đấy, ngay đối diện bến xe, ngay đối diện bến xe là một yếu tố rất là quan trọng đấy ạ, khiến nó tăng giá trong tương lai, bởi vì là thực ra bến xe ở Cam Lâm nó chỉ có một cái thôi. Đấy, khu này của chúng ta nó lại là duy nhất là khu đối diện bến xe. Đấy. Rồi tiếp theo đó là cái pháp lý nó rất là an toàn, sổ đỏ từng lô rồi, anh chị mua là không cực kỳ là an toàn rồi, không cần phải bàn cãi gì rồi. Tiếp theo đó là cái tổng giá trị của khu này thì nó chỉ là rơi vào 1 tỷ thôi anh chị ạ, 1 tỷ một lô thôi, thì sau này anh chị thanh khoản lại 2 tỷ một lô, nó hoàn toàn là đơn giản. Đấy. Ok, và đó là hoàn toàn là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị ở trong cái video ngày hôm nay. Nếu như anh chị còn bất cứ những băn khoăn thắc mắc nào về lô đất này hay là về thị trường Cam Lâm, anh chị hãy có thể là liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là để lại những câu hỏi phía phần comment của video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video sau. Xin chào anh chị.